Xin giới thiệu các bạn và anh em, trên tay tôi là đây là bản lề cửa. Bản lề cửa của dòng xe Mitsubishi Mirage và dòng xe Mitsubishi Attrage. Đây là bản lề cửa. Thì nó mở cửa, nó giữ cố định cái cánh cửa. Cái này nó cố định cái cánh cửa vào trong thân xe của dòng xe Mitsubishi Mirage và dòng xe Mitsubishi Attrage. Thì nó giữ cố định cái cánh cửa theo đúng cái khung xe. Đấy, thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường mà do va chạm dẫn đến mới hỏng mất cái bản lề cửa này, thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe chúng ta có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Cái này nó có hai đầu bằng hợp kim, một đầu bắt vào cửa và một đầu bắt vào trên thân xe. Đấy, thì khi mà chúng ta hỏng thì bắt buộc các bạn thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng họ Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Và anh em mà nhu cầu cần thay thế sửa chữa thì các bạn vui lòng đến phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụ tùng Mitsubishi.vn. Các bạn nào muốn xem thêm cách phân biệt hàng xịn, hàng rẻ, hàng thay thế thì anh em nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ các bạn một cách hoàn toàn miễn phí. Và đừng quên bình luận ở phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.